Ở 20 phút đầu tiên trong loạt trận thứ 7, nhiều người đã tin rằng Manchester United cùng Chelsea lại thể hiện sự gắn kết ở cái gọi là đôi bạn cùng lùi khi họ lần lượt bị Brentford và Burnley dẫn trước. Cuối cùng thì khi hồi còi kết thúc trận đấu vang lên, cả hai đội và fan của họ đều có thể tận hưởng chiến thắng. Ở mỗi trận đấu của Ngoại Anh, dù điều gì thì cũng sẽ kém quan trọng hơn 3 điểm sau cùng. Chưa chắc Man United và Chelsea có thể trở lại sau niềm vui này, nhưng ít ra thì họ phải tận hưởng nó đi đã. Đây cũng là câu chuyện của phút bù giờ của ngày hôm nay về hai đội bóng đang từ từ đi lên từ đáy của sự thất vọng này. Người hâm mộ Manchester United, liệu bạn có tắt TV vào những phút cuối trận khi chứng kiến đội bóng của mình chơi dở như vậy trong phần lớn trận đấu? Phải nói rằng nhiều người, dù lạc quan nhất cũng không tin vào một cuộc lội ngược dòng của Quỷ Đỏ trong thế trận kiểu như vậy. Nhưng trong cái ngày mà người hâm mộ mong rằng họ làm ơn hãy đá một trận tử tế để tưởng niệm sự ra đi của người vợ quá cố của Sir Alex Ferguson, thì như một điều kỳ diệu, McTominay vào sân và khiến Old Trafford bùng cháy với những gì mình đã làm được chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Thành thật mà nói, Manchester United đã có một trận đấu không hay trước Brentford, nhưng bằng sự xuất sắc của Scott McTominay, Quỷ Đỏ đã giữ lại 3 điểm tại nhà hát của những giấc mơ. Một chiến thắng vô cùng cảm xúc khi mà đặc sản Fergie Time được Manchester United tái hiện trong vỏn vẹn 4 phút ngắn ở cuối trận. Đáng tiếc là người đàn ông tạo ra cụm từ ấy lại không có mặt trên sân để chứng kiến màn lội ngược dòng của Quỷ Đỏ bởi Sir Alex Ferguson đang dành những quãng thời gian cuối cùng để ở bên cạnh người bạn đời của mình. Tiếc là chẳng có một phép màu nào xảy ra cả, người phụ nữ ấy đã qua đời ở tuổi 84. Chiến thắng này của Man United càng có ý nghĩa hơn, nó như là món quà cuối cùng mà họ có thể làm để tri ân người vợ quá cố của vị huấn luyện viên huyền thoại. Trở lại với trận đấu này, bàn thua đầu tiên của Quỷ Đỏ lại xuất phát từ sai lầm của cầu thủ, sự hớ hênh của Casemiro cũng như pha đổ người quá chậm của Onana khiến Manchester United bị dẫn trước trong phần lớn thời gian của trận đấu. Ngoài bàn thua ấy ra, công bằng mà nói hàng thủ của Man United đã có một ngày thi đấu tốt. Bộ đôi trung vệ Harry Maguire và Johnny Evans đều đã chứng minh được giá trị của mình khi được Ten Hag trao cho cơ hội. Đặc biệt là ở vị trí của Maguire, suốt 90 phút có mặt trên sân, anh có 89% tỷ lệ chuyền bóng chính xác, 10 đường chuyền dài thành công, 2 lần chiến thắng tranh chấp tay đôi, 2 pha đánh chặn và 1 đường kiến tạo. Với thông số vô cùng ấn tượng trên, Maguire như muốn tuyên bố anh sẵn sàng giành lại suất đá chính trong đội hình của Erik Ten Hag. Khi chứng kiến McTominay ghi bàn ấn định chiến thắng cho Manchester United, Onana đã chạy lên rất nhanh để ăn mừng cùng các đồng đội. Hơn ai hết, chính thủ thành người Cameroon sẽ nhận rất nhiều sự chỉ trích nếu như Man United thất bại trong trận đấu này. Người hùng của Man United không ai khác ngoài Scott McTominay, cầu thủ bị Ten Hag khẻ lạnh trong suốt thời gian qua, lại là người tỏa sáng với cú đúp bàn thắng để giữ lại chiếc ghế cho ông thầy người Hà Lan. Sau trận đấu, các cổ động viên Quỷ Đỏ đã vui mừng khôn xiết và hô vang McTominay, McTominay. Tuy vậy, các Manusian cũng chẳng thể nào vui nổi nếu như câu lạc bộ cứ thi đấu như hiện tại. Không chỉ thế, họ còn tỏ ra lo lắng khi Lindelof đã được thay ra ở hiệp 2. Cầu thủ người Thụy Điển đã đi thẳng vào đường hầm, rất có thể anh đã gặp một chấn thương nào đó. Nhưng tin tốt là sau vòng đấu này, các giải vô địch quốc gia sẽ nhường lại sân chơi cho chuỗi ngày FIFA Days. Đây là cơ hội tốt để các cầu thủ của Man United có thể hồi phục chấn thương và quay trở lại thi đấu trong thời gian tới. Chelsea khởi đầu trận đấu với Burnley cũng tương tự trong sự bế tắc như thế này. Họ nhận một bàn thua và nhiều người bảo rằng, thôi xong rồi, lại tiếp tục rồi. Nhưng những gì mà The Blue đã làm được sau đó có thể nói là giúp người hâm mộ của họ có trận đấu sướng nhất kể từ thời điểm rất lâu rồi. Chelsea ghi tận 4 bàn trong một trận đấu và có chiến thắng tưng bừng ở đêm thứ 7. Liệu đây có phải là dấu hiệu cho sự trở lại của câu lạc bộ sắc xanh thành London không? Cũng tương tự như Manchester United, Chelsea cũng có màn lội ngược dòng cho Burnley. Nhưng cái cách mà thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino làm nó ấn tượng hơn nhiều so với Quỷ Đỏ. Các thủ The Blue ít nhiều đều đã có màn trình diễn tốt trong trận đấu này. Sterling là một trong những cái tên như vậy. Cầu thủ người Anh đã kiếm về một quả penalty cũng như có một pha lập công trong chiến thắng tưng bừng 4-1 trước đội chủ nhà Burnley. Đội trưởng Conor Gallagher cũng tương tự như vậy. Tiền vệ người Anh đang có phong độ rất cao trong thời gian gần đây và trận đấu này cũng không phải là ngoại lệ. 94% tỷ lệ chuyền bóng chính xác, 7 lần chiến thắng tranh chấp tay đôi, 4 pha tắc bóng và 2 pha đánh chặn là những gì mà cầu thủ 23 tuổi làm được.
Không chỉ Gallagher, tân binh đắt giá nhất lịch sử Ngoại hạng Anh Moises Caicedo cũng đã thể hiện tốt trong vài trận đấu đã qua. Những màn trình diễn của cầu thủ người Ecuador rất đáng để các True Blue kỳ vọng. Với sự xuất sắc của Enzo, Caicedo và Gallagher, họ đang dần trở thành những cái tên không thể thay thế trong hàng tiền vệ ba người của Pochettino. Tuy vậy, cũng có những vết gợn trong chiến thắng của Chelsea, công tác trọng tài lại một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng. Trong hiệp 1, Stewart Atwell đã rút đến 3 thẻ vàng cho các thủ đội khách. Người hâm mộ đa phần tỏ ra khó hiểu với những quyết định rút thẻ của trọng tài người Anh. Tiếp đến là vị trí của Armando Broja, cầu thủ người Albania thi đấu khá mờ nhạt trong trận đấu này. Anh đã bị thay ra sân sau 45 phút đầu tiên. Có lẽ vì dính chấn thương quá nhiều khiến tiền đạo 22 tuổi vẫn chưa lấy lại được thể trạng tốt nhất. Hàng thủ của Chelsea cũng gặp khá nhiều vấn đề trong trận đấu này khi không một ai được chấm trên 7 điểm. Sự kết hợp giữa bộ đôi trung vệ Silva và Di Sassi đang trở thành nỗi lo cho các True Blue khi cả hai đôi lúc bị mất liên lạc hoàn toàn với nhau. Việc để Levi Colwill thi đấu trái sở trường cũng khiến cầu thủ người Anh không phát huy những tố chất của mình. Sắp tới, lịch thi đấu của Chelsea vô cùng căng thẳng khi họ liên tục phải đón tiếp những đối thủ sừng sỏ như Tottenham, Arsenal, Man City và Newcastle. Hơn ai hết, chính Mauricio Pochettino phải giúp cầu thủ cải thiện phong độ để chinh chiến trong giai đoạn cam go này. Hai chiến thắng với hai kiểu khác nhau nhưng vẫn chung niềm vui và 3 điểm. Tất nhiên, những vấn đề vẫn còn đó và chính họ cũng không quên nhắc đến nó ở những phát biểu sau trận của mình. Nhưng cứ sau một quãng thời gian tăm tối rồi bạn hoàn thành một việc gì đó, cảm giác chạy KPI kiểu như thế chắc chắn phải sướng hơn nhiều lần. Các bạn có công nhận không? Nói Manchester United và Chelsea là đôi bạn thân cũng chẳng sai, bởi họ cùng thắng và cùng thua tại một vòng đấu. Không chỉ vậy, cả hai liên tục đứng kế nhau trên bảng xếp hạng từ vòng này sang vòng khác. Manchester United dù cho có phần nhọc nhằn hơn, nhưng họ cũng hòa chung niềm vui với Chelsea khi giành được 3 điểm. Người hùng tỏa sáng trong trận đấu của Quỷ Đỏ không ai khác ngoài Scott McTominay. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Erik ten Hag cho biết: "McTominay là một cầu thủ tuyệt vời. Khi được tung vào sân ở những phút cuối trận, bạn mang theo năng lượng nhiệt huyết cũng như sự tự tin vô cùng lớn. McTominay là một trường hợp ví dụ cho điều đó. Cậu ấy đã chiến đấu đến cùng, bằng chứng là sự nỗ lực trong từng pha bóng, với hai bàn thắng là phần thưởng vô cùng xứng đáng với cậu ấy." Chủ nhân của màn lội ngược dòng trên cũng có những chia sẻ thật lòng sau chiến thắng vô cùng cảm xúc: "Tối qua tôi đã xem phim tài liệu của David Beckham và tôi thấy được lịch sử cũng như những con người đằng sau sự phát triển của câu lạc bộ. Đó là những điều mà cầu thủ phải làm, những người lễ tân, những người phụ trách và tất cả mọi người, ai cũng có nhiệm vụ riêng cần phải hoàn thành. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải đoàn kết và thực hiện nó vì tất cả mọi người. Khi tôi được tung vào sân, có rất nhiều lời hò hét mà các cổ động viên dành cho tôi. Tôi không biết họ nói những gì vì rất ổn. Huấn luyện viên kêu tôi là hãy tiếp tục trận đấu và ghi bàn. Thật may mắn là tôi đã làm được điều đó." Ngoài ra, khi được hỏi về việc McTominay đang cố gắng giành lại suất đá chính, Ten Hag cười và nói cho biết: "Cậu ấy đang cố gắng lấy lại nó ư? Tôi rất vui khi nghe điều này. Các cầu thủ phải nỗ lực chăm chỉ và thành quả sẽ đến với họ." Sau khoảng thời gian vô cùng trôi choạc ở đầu mùa giải, Chelsea đang dần cho thấy sự khởi sắc trở lại trong lối chơi cũng như phong độ. Huấn luyện viên Pochettino cũng đã có những lời chia sẻ sau chiến thắng 4-1 trước Burnley: "Mối quan hệ giữa tôi với các ông chủ Chelsea đang vô cùng thân thiết. Họ đã thật sự tin tưởng tôi ngay từ khi tôi dẫn dắt đội bóng. Giám đốc thể thao cũng tương tự như vậy. Chúng tôi đã có lộ trình kế hoạch cho mùa giải rất rõ ràng, dù cho gặp một vài biến động ở đầu mùa, nhưng cho đến nay Chelsea vẫn đang đi đúng hướng." Cũng may một điều nữa là sau hai chiến thắng này thì sẽ lại đến đợt tập trung cho đội tuyển quốc gia. Trải qua 2 tuần không có bóng đá câu lạc bộ, ít ra thì người hâm mộ của cả hai sẽ không phải trải qua cảm giác u sầu và bị trêu chọc ở đâu đó. Hy vọng rằng sau đó nữa họ sẽ thực sự được reset và tiếp tục mang đến những màn trình diễn tốt hơn nữa. Và quan trọng nhất, như đã nói, vẫn là 3 điểm sau cùng để mang về nhà. Sau vòng đấu này, các câu lạc bộ sẽ tạm nghỉ để nhường lại sân chơi cho đội tuyển quốc gia. Đây là cơ hội tốt để Ten Hag cũng như Pochettino nhìn nhận lại những vấn đề tồn đọng bên trong đội bóng và đưa ra những quyết định thay đổi. Đặc biệt là ở Ten Hag, Man United của ông vẫn còn quá nhiều việc phải làm. Các mảng miếng tấn công của Quỷ Đỏ đang vô cùng thiếu sức sống. Trận đấu với Brentford vào tối qua, ta có thể thấy các cầu thủ chủ yếu spam những đường tạt bóng từ hai biên, nhưng độ hiệu quả lại chẳng cao. Nguyên nhân lý giải cho điều này là Ten Hag đang không có những con người tốt nhất. Số ca chấn thương của Quỷ Đỏ trong mùa giải này vô cùng đáng báo động. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến lối chơi mà Ten Hag đang xây dựng tại Old Trafford. Những lúc cho Malaysia hay Regulon đều đang gặp những vấn đề nhất định và chưa xác định ngày trở lại. Không chỉ những cầu thủ gặp chấn thương mà những con người lành lặn như là Bruno Fernandes hay Marco Rashford cần lấy lại phong độ khi khoảng thời gian gần đây vai trò của hai cầu thủ trên là khá mờ nhạt. Sắp tới đây, Man United sẽ bước vào giai đoạn vô cùng khốc liệt của mùa giải. Tại Ngoại hạng Anh, họ sẽ đối đầu với Man City và Newcastle, trong khi ở đấu trường Champions League, Quỷ Đỏ cũng gặp bất lợi khi đã thua 2 trận mở màn. Họ cần phải thắng tất cả những trận đấu còn lại mới hy vọng giành được tấm vé lọt vào vòng knock-out.
Không chỉ vậy, lịch thi đấu của đội chủ sân Old Trafford vô cùng dày đặc khi họ sẽ phải đá 3 trận trong vòng 7 ngày. Hơn ai hết, chính Ten Hag đang rất mong chờ sự trở lại của cầu thủ để cùng câu lạc bộ chinh chiến ở các đấu trường, bởi chỉ cần một vài trận đạt kết quả không tốt nữa thôi, chiếc ghế huấn luyện viên người Hà Lan sẽ lung lay dữ dội. Tương tự như Manchester United, Chelsea cũng có số ca chấn thương rất nhiều từ đầu mùa giải, trải đều từ hàng thủ, tiền vệ cho đến hàng tấn công. Không một vị trí nào mà The Blue không mất đi những trụ cột quan trọng của đội bóng. Quãng nghỉ 2 tuần tới đây, các trụ Blue đang rất mong ngóng sự trở lại của những Ben Chilwell, Rick James hay Christopher Nkunku, bởi trong vòng 2 tháng tới, đội chủ sân Stamford Bridge sẽ liên tục đối đầu với những đội bóng rất mạnh. Arsenal, Tottenham, Man City, Newcastle, Brighton và Manchester United là những chướng ngại mà đoàn quân huấn luyện viên Pochettino cần phải vượt qua. Sẽ là rất khó khăn để Chelsea có thể nghĩ về 18 điểm giành được trong 6 trận đấu nói trên. Thế nhưng với sự khởi sắc trong lối chơi ở một vài trận gần đây, các trụ Blue có quyền hy vọng về một tương lai tươi sáng của đội bóng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi những câu chuyện ở phút bù giờ. Hãy nhớ nhé, cứ 10 giờ 30 sáng mỗi ngày ngay tại đây với những câu chuyện bóng đá hấp dẫn nhất. Hãy dành 3 giây để tặng chúng tôi một like và một subscribe như một sự ủng hộ dành cho những người đã thực hiện video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.